Xin chào các em, chào mừng các em quay trở lại với channel của Leo Leo Kids. Ngày hôm nay chị Leo sẽ có một thử thách cực kỳ thú vị cho các em đấy. Các em thấy đây là gì không? Đây chính là một chai tương ớt chín su. Có bạn nào ở nhà cũng hay ăn chai tương ớt này không? Nhưng mà chai tương ớt này không là để ăn ngày hôm nay đâu, mà là chúng ta sẽ để vẽ đây. Đúng rồi, nghe thì hơi kỳ lạ phải không? Nhưng mà không có gì là làm khó chị Leo cả. Cho nên hôm nay chị Leo sẽ hướng dẫn các em vẽ các loại hoa quả bằng cách sử dụng chính chai tương ớt này đây. Nào, bắt đầu thôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị các nguyên liệu nhé. Đầu tiên, các em hãy chuẩn bị những cái tờ giấy như thế này. Paper. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một bút chì. Pencil. Tiếp theo đó là một chiếc bút dạ màu đen. Marker. Tiếp theo để tô màu, chúng ta sẽ không thể quên những cái bút sáp màu này. Crayons. Và cuối cùng, một nguyên liệu vô cùng quan trọng, cũng là một nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chai tương ớt này đây. Chili sauce. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu vẽ thôi. Nào, chúng ta sẽ cùng vẽ một quả lê nhé. Đầu tiên, chị sẽ đặt chai tương ớt ở đây và sẽ lấy bút chì này để vẽ phác. Với quả lê thì chị sẽ vẽ bằng phần cổ và thân trên của chai tương ớt này. Bỏ chai tương ớt ra, các em có thấy không? Chị đã có một bản phác thế này. Giờ chị sẽ lấy bút chì nối liền các đường này cho mềm mại. Cuối cùng, nối hai điểm này lại với nhau bằng một đường cong. Vậy là chị đã có một hình quả lê sơ sơ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm phần cuống nhé. Vẽ một đường cong thế này. Xong sẽ vẽ thêm một đường cong ở trên làm cái cuống nữa. Xong rồi. Giờ mình sẽ dùng bút thứ hai để tô viền nhé. Bút này có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ. Chị sẽ dùng đầu to. Chị sẽ tô lại theo những nét vẽ bằng bút chì vừa rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện vẽ xong quả lê rồi. Đọc cùng chị nhé. Pear. Để tô màu quả lê, chị Leo sẽ sử dụng hai màu. Đó là màu vàng và màu xanh như thế này. Green, yellow. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá cây, green. Các em hãy tô một viền thật là đậm ở quanh nửa quả lê như thế này nhé. Xong rồi, chúng ta lại tô tiếp một viền nhạt hơn một chút. Sau đó tô tiếp một lớp thứ ba còn nhạt hơn nữa. Vậy là chúng ta đã có phần đậm, nhạt và nhạt hơn nữa. Chúng ta đã có một nửa quả lê màu xanh rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu vàng, yellow. Tương tự, chúng ta cũng sẽ tô một đường viền thật là đậm ở nửa quả lê bên này. Sau đó chúng ta lại tô một đường nhạt hơn một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ tô ở giữa một màu vàng nhạt nhất. Chúng ta tô đè lên phần xanh lá cây nhé, để cho hai màu này hòa lại với nhau. Xong chưa các em? Vậy là chị đã có một quả lê rồi đấy. À, chị Leo thích ăn một quả lê chín, cho nên là chị Leo sẽ cần thêm một màu nữa đấy. Đó chính là màu đỏ, red. Chị sẽ tô một ít màu đỏ ở phía bên này nhé, để trông giống một quả lê chín đó các em. Các em nhớ tô thật là nhẹ tay thôi, bởi vì màu đỏ này rất là đậm đấy. Đó, vậy là chúng ta đã có một quả lê chín rồi. Wow, quả lê này trông ngon quá đi. A pear. Chị Leo đã tô xong quả lê rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang quả thứ hai nhé. Quả thứ hai, chị Leo sẽ hướng dẫn các em vẽ quả nho đấy. Chị vẫn sẽ dùng chai tương ớt này. Với quả nho thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào nhỉ? Các em có nhìn thấy phần nắp chai này không? Chúng ta sẽ dùng phần nắp chai này để vẽ đấy. Bây giờ chị sẽ úp ngược chai tương ớt này xuống và dùng bút chì vẽ một đường ở xung quanh nắp chai. Vậy là chúng ta đã có một hình khá là tròn đúng không? Như lúc nãy, chúng ta lại dùng tiếp bút chì để vẽ lại cái đường tròn này cho tròn trịa hơn nhé. Vậy là chúng ta đã có một quả nho rồi. Tiếp theo, chị sẽ vẽ thêm các quả nho khác để tạo thành một chùm nho nhé. Vẽ phác xong các quả nho rồi thì bây giờ chúng ta lại dùng bút chì để tô lại thành hình tròn cho các quả nho này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
nho cũng có một chùm phải không? Vậy thì chúng ta sẽ cần vẽ thêm một cuống nho cho chùm nho này đấy. Đừng quên sợi dây xoắn xoắn này nữa nhé. Tiếp theo chúng ta lại dùng chiếc bút này để tô viền cho chùm nho này nhé. Wow, đẹp quá! Vậy là chị Liêu đã có một chùm nho rồi đấy. Đọc cùng với chị quả nho trong tiếng Anh nào. Grape, grape. Để tô màu chùm nho này, chị Liêu sẽ sử dụng hai màu, màu tím và màu xanh nước biển. Purple, blue. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng màu tím, purple trước nhé. Chúng ta sẽ tô toàn bộ quả nho đều bằng màu tím hết nhé. Wow, màu tím đẹp ghê á. Nhớ tô hết các quả nho nha các em. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu blue. Màu blue thì để tô gì nhỉ? Màu blue chúng ta sẽ tô vào một nửa của quả nho này để trông cho quả nho tự nhiên hơn nhé. Đều tô nửa trên của quả nho nè. Wow, đẹp quá các em ơi. Trông chùm nho của chúng ta thật là ngon. À, còn quả cuối kia, chị Liêu quên mất đấy. Wow, đây chính là một chùm nho thật là ngon của chúng ta đây rồi. Grape, grape. Bây giờ chị Liêu sẽ hướng dẫn các em vẽ quả thứ 3. Quả thứ 3 chính là quả táo. Chị Liêu lại sử dụng trái tương ớt này. Và chúng ta sẽ vẽ bằng một nửa thân trên của trái tương ớt này nhé. Chị sẽ vẽ hai đường này thôi, hai đường ở bên cạnh này này. Đó, chúng ta đã có hai đường cong giống như là thân của quả táo rồi. Bây giờ làm thế nào để có thể hiện thành hình quả táo đây? À đúng rồi, chúng ta cần phải nối hai điểm này với nhau. Thế còn nửa dưới của quả táo này chúng ta cần chú ý điều gì nhỉ? À, nó có một đường cong ở dưới này giống như kiểu là hình trái tim ý. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cuống của quả táo đúng không? Các em hãy vẽ một đường cong như thế này. Đây chính là chỗ cuống của quả táo. Và một cái cuống nhé. Yay, vậy là chúng ta đã vẽ phát xong một quả táo rồi. Tiếp theo không thể quên, chúng ta lại sử dụng bút ngòi to để tô viền của quả táo này nhé. Ta-da, đây chính là một quả táo. Nói cùng với chị nào. Apple, apple. Các em ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tô màu quả táo này nhé. Các em thích ăn quả táo màu xanh hay là quả táo màu đỏ nào? Hôm nay chị Liêu thích ăn một quả táo giống như là trong chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nên là chúng ta sẽ cùng tô một quả táo màu đỏ nhé. Để tô một quả táo màu đỏ chúng ta sẽ cần 3 màu. Một màu đỏ nhạt này, một màu đỏ đậm hơn và cuối cùng là một màu nâu. Chúng ta có red and brown. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ nhạt trước nhé. Màu đỏ nhạt chúng ta sẽ tô lên toàn bộ quả táo này. Quả táo của chúng ta trông đã rất là đẹp rồi phải không? Nhưng tiếp theo chị Liêu sẽ sử dụng màu đỏ đậm này để tô một cái đường viền thật là đậm phía bên nửa quả táo này nhé. Các em nhớ là khi tô màu đỏ này chúng ta phải mạnh tay lên thì chúng ta mới nhìn thấy được rõ đấy. Đó, các em có thấy là nửa quả táo bên này trông chín đỏ hơn không? Xong thì làm sao cho quả táo đẹp hơn nhỉ? À, chúng ta sẽ sử dụng tiếp màu nâu, brown. Chị sẽ tô màu nâu này ở phần dưới và phần cuống của quả táo. Và ở cạnh của quả táo nữa để cho quả táo trông thật là đẹp và trông giống một quả táo thật đấy. Các em chú ý nhá, chúng ta sẽ phải tô thật nhẹ nhàng thôi. Nếu không thì quả táo của mình sẽ bị trông thành màu nâu đấy. Đó, quả táo của chúng ta trông đã tự nhiên hơn rồi đấy. Cuối cùng chị Liêu sẽ sử dụng màu đỏ này để tô đè lên phần nâu vừa rồi. Để chúng ta sẽ blend hai màu này lại với nhau. Yay! Vậy là chị Liêu cuối cùng đã có một quả táo trông thật là đẹp và ngon, giống như quả táo ở trong Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đấy. Apple, apple. Các em ơi, đến quả thứ 4 nào. Ở quả thứ 4 này thì chị Liêu sẽ hướng dẫn các em vẽ một quả chuối. Một quả chuối đấy. Vẽ quả chuối thì chúng ta lại cần một trái tương ớt như thế này. Và đặc biệt là chúng ta chỉ cần phần nửa trên của trái tương ớt này thôi này. Đầu tiên chị Liêu sẽ vẽ một đường bằng nửa trên của trái tương ớt như thế này. Đó, các em có thấy không? Tiếp theo chị Liêu sẽ vẽ tiếp một cái đường cong như thế này. Nhưng mà phải cách xa cái đường vừa rồi một chút nhé. Chúng ta lại sử dụng phần thân trên của trái tương ớt để vẽ thêm một đường như thế này nữa.
chúng ta đã có hai đường cong của quả chuối rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải nối hai điểm này với nhau để tạo thành một quả chuối đấy. Đầu tiên chị sẽ nối lại ở phần đầu này nhé. Đó, và chúng ta sẽ vẽ thêm một cái núm. Đây chính là phần đầu của quả chuối đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nối tiếp hai đầu này để trở thành một đầu thứ hai của quả chuối nhé. Đó, và chị Liêu sẽ vẽ thêm một cái cuống ở đây nữa. Tiếp theo Kem hãy vẽ thêm một đường như thế này, là một đường ở trên vỏ quả chuối đấy. Yay, vậy là chúng ta đã có một quả chuối vẽ phác rồi. Chị sẽ lại dùng bút để tô lại nét của quả chuối này nhé. Vậy là cuối cùng chúng ta đã có một quả chuối rồi. Hãy đọc cùng với chị nào. Banana, banana. Để tô màu quả chuối này chúng ta sẽ cần tới 4 màu đấy. Đầu tiên chúng ta cần một màu vàng. Màu vàng này thì trông tươi. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một màu vàng đậm hơn một chút. Rồi chúng ta sẽ cần thêm màu nâu. Và cuối cùng đó là màu xanh lá cây. Vậy là chúng ta sẽ có yellow, brown and green. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy màu yellow này để tô vào toàn bộ quả chuối nhé. Wow, chị Liêu thấy màu vàng này đẹp quá các em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu vàng đậm hơn để tô vào hai bên viền của quả chuối này nhé. Đó, vậy là chúng ta đã có hai đường đậm ở ngoài quả chuối rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu nâu cũng để tô vào hai viền ngoài của quả chuối như thế này nhé. Và như lần trước chị có dặn thì chúng ta cũng sẽ tô màu nâu này nhạt thôi nhé. Nếu không thì quả chuối của chúng ta trông sẽ hơi bị héo đó. Cuối cùng chị sẽ sử dụng màu xanh lá cây này để tô vào núm còn lại của quả chuối, bởi vì đây chính là cái phần treo quả chuối lên cây đấy. Wow, vậy là chúng ta đã có một quả chuối chín vàng ươm. Quả chuối này thơm ngon quá đi. Hãy đọc lại cùng với chị nào. Banana, banana. Tiếp theo chị Liêu sẽ hướng dẫn các em vẽ một loại quả mà chúng ta đều vô cùng thích ăn vào mùa hè đấy. Đó chính là quả dưa hấu. Để vẽ quả dưa hấu chúng ta lại sử dụng chai tương ớt này. Nhưng lần này chúng ta sẽ sử dụng phần đáy của chai tương ớt này nhé. Chúng ta sẽ dựng đứng chai tương ớt này lên và dùng bút chì vẽ quanh phần đáy của chai tương ớt này nhé. Và khi nhấc lên, chị Liêu đã có một hình bầu dục như thế này rồi. Lần này chị Liêu sẽ vẽ thêm một quả thứ hai ở đây nữa. Vậy là chúng ta đã có hai hình bầu dục để chuẩn bị vẽ quả dưa hấu rồi. Chị sẽ vẽ cho quả dưa hấu này một cái cuống nhé. Cuống của quả dưa hấu này thì cũng giống như quả nho lúc nãy chúng ta vẽ đấy. Mà nó cũng trông giống đuôi lợn nữa phải không các em? Rất là dễ thương đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bút ngòi to để tô lại viền cho đậm nhé. Các em nhớ tô lại viền cho mềm mại nha. Ở quả dưa hấu này, chị sẽ vẽ phần vỏ ngoài nên sẽ có những cái đường rích rắc đấy. Bây giờ các em hãy cùng với chị vẽ những cái đường rích rắc này giống như là vỏ ngoài của quả dưa hấu thật nhé. Còn ở quả dưa hấu này, chị sẽ vẽ phần mặt trong của quả dưa sau khi đã được bổ. Các em hãy vẽ một đường bầu dục nhỏ hơn đường bầu dục bên ngoài nhé. Các em thấy không? Phần bên ngoài này chính là vỏ dưa hấu đấy. Còn bên trong quả dưa hấu thì có gì nhỉ? À đúng rồi, đó chính là những cái hạt dưa hấu đúng không? Vậy các em hãy vẽ những cái chấm tròn màu đen này giống như là hình giọt nước nha. Ta-da! Vậy là chị Liêu đã vẽ xong quả dưa hấu rồi đấy. Hãy đọc cùng với chị nào. Watermelon, watermelon. Để tô màu cho quả dưa hấu này chúng ta chỉ cần 3 màu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một màu xanh lá cây đậm. Tiếp theo là một màu xanh lá cây nhạt hơn một chút. Và cuối cùng chúng ta sẽ cần một màu đỏ. Wow, 3 màu của quả dưa hấu này đẹp quá các em ơi. Vậy là chúng ta có green, red. Đầu tiên chị Liều sẽ tô quả dưa hấu đã được bổ ra rồi nhé. Ruột quả dưa hấu thì có màu gì kem nhỉ? À đúng rồi, đó chính là một màu đỏ tươi phải không nào? Vậy mình sẽ lấy màu đỏ để tô ruột dưa hấu nhé. Chị Liều rất thích ăn dưa hấu đấy các em ạ. Mùa hè này khi mà chúng ta đi học về, chỉ cần nhìn thấy miếng dưa hấu đỏ này thôi là chị Liều đã muốn ngồi xuống và ăn luôn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá cây đậm để tô vỏ cho quả dưa hấu này nhé. Các em hãy tô cẩn thận. Chúng ta chỉ tô một đường viền ở bên ngoài này thôi.
Wow, vậy là chúng ta đã có một quả dưa hấu rồi. Đây chính là quả dưa hấu đã được bổ ra đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ tô quả dưa hấu thứ hai. Quả dưa hấu này thì chỉ có phần bên ngoài thôi, nên chúng ta chỉ sử dụng hai màu xanh này. Đầu tiên chị sẽ sử dụng màu xanh lá cây nhạt này để tô vào những cái phần đường rích rác này. Vậy là đã xong phần rích rác rồi. Còn phần còn lại chúng ta sẽ tô màu gì đây? À đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá cây đậm còn lại để tô cho vỏ quả dưa hấu này nhé. Các em cẩn thận đừng để tô lem vào phần rích rác nhé. Wow, trông đã quá các em ơi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai quả dưa hấu, một quả vỏ bên ngoài và một quả đã được bổ ra rồi đấy. Ôi, trông thật là thèm dưa hấu cho mùa hè quá đi. Các em cùng nói lại với chị nhé. Watermelon, watermelon. Quả cuối cùng rồi đây. Chị Liêu sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một quả bơ nhé. Bật mí cho các em biết là quả bơ chúng mình cũng sẽ vẽ hơi giống quả lê đấy. Mình cũng sẽ sử dụng phần nắp và phần thân trên của trái tương ớt này. Chị sẽ lại vẽ một đường như thế nhé. Các em thấy không? Bây giờ chị sẽ nối các đường này lại với nhau để trông cho nó mềm mại hơn một chút đấy. Tương tự, chúng ta lại nối hai điểm cuối bằng một đường cong. Wow, trông có vẻ có dáng dấp của một quả bơ rồi đấy. Quả bơ này thì hơi khác quả lê lúc nãy một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ một đường cong uốn theo hình quả bơ ở phía bên này nhé. Đó, cái phần này nè, chị Leo sẽ dùng để làm vỏ quả bơ đấy. Bên trong quả bơ có một thứ rất đặc biệt nữa, các em biết là gì không? Đúng rồi, đó chính là hột quả bơ. Vậy thì chị Leo sẽ vẽ một đường hình tròn rất là to ở đây này. Tiếp theo thì chúng ta đừng quên phần cuống của quả bơ nhé. Tiếp theo một bước vô cùng quen thuộc, chị sẽ dùng chiếc bút ngòi to này để tô lại viền của quả bơ đấy. Wow, vậy là chúng ta đã có một quả bơ rồi. Quả bơ này trông thật là đáng yêu phải không? Các em hãy nói cùng với chị nhé. Avocado, avocado. Ten ten, bây giờ sẽ là phần tô màu quả bơ. Để tô màu được quả bơ chúng ta sẽ cần 4 màu đấy. Đầu tiên chúng ta cần một màu vàng. Màu vàng này rất là tươi sáng phải không các em? Tiếp theo là một màu xanh lá cây sáng. Chúng ta còn cần thêm màu nâu nữa nè. Và cuối cùng đó là màu đen. Vậy là chúng ta có yellow, yellow, green, green, brown, brown, and black, black. Đầu tiên thì phần bên trong của quả bơ các em thường thấy có màu gì nhỉ? À, thường có màu hơi xanh xanh phải không nào? Vậy thì chị sẽ sử dụng màu xanh lá cây đầu tiên để tô cho phần bên trong quả bơ này nhé. Các em chú ý là chúng ta chỉ tô nhàn nhạt thôi nhé. Để tí nữa chúng ta sẽ còn đè các màu sắc khác lên nữa đấy. Tiếp theo, chị sẽ sử dụng màu vàng để tô vào phần xung quanh hột của quả bơ. À, để ăn được thì quả bơ của chúng ta cần phải chín hơn một chút phải không? Quả bơ hiện tại của mình còn đang trông hơi xanh, nên chị Liêu sẽ quyết định tô thêm màu vàng vào trong lõi quả bơ đấy. Wow, màu trông đã giống một quả bơ chín rồi đấy. Vậy còn chiếc hột to bự của quả bơ này thì sao? Chúng sẽ màu gì nhỉ? À đúng rồi, đó chính là màu nâu. Chị Leo sẽ sử dụng màu nâu, brown, để tô cho phần hột này nhé. Còn vỏ ngoài quả bơ thì sao nhỉ? Chị Leo cũng sẽ tô màu nâu đấy. Cuối cùng màu đen thì để làm gì nhỉ? Chị Leo sẽ dùng để tô viền của hột quả bơ đấy. Thì quả bơ của chúng ta sẽ trông giống thật hơn. Tương tự thì vỏ của quả bơ cũng cần trông thật hơn, nên chúng ta tiếp tục dùng màu đen để tô vào viền vỏ bơ nhé. Wow, vậy là quả bơ của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Wow, nhìn thế này chị Liêu chỉ muốn ăn bơ ngay lập tức thôi. Các em hãy nói lại cùng với chị nào. Avocado, avocado. Pear, pear. Grape, grape. Apple, apple. Banana, banana. Watermelon, watermelon. Avocado, avocado. Wow, vậy là ngày hôm nay chị Liêu đã hướng dẫn các em vẽ được rất là nhiều loại quả chỉ bằng một chai tương ớt này đấy. Nếu như mà bạn nào có thể vẽ được thêm những loại quả khác cũng bằng chai tương ớt này, comment xuống dưới chị Liêu biết nhé. Nếu như các em có những thử thách, ý tưởng thử thách thú vị khác mà muốn chị Liêu làm thì cũng hãy comment xuống bên dưới nha. Còn bây giờ chị Liêu phải chào tạm biệt các em rồi.
Hẹn gặp lại các em trong những video bài học lần sau. Bye bye.